Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 2 năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay là bản tin tài liệu với thanh trang và phóng sự buổi họp thường niên Cao Đài Foundation. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với thanh trang về mối tình anh thư cô giang và nhà ái quốc Nguyễn Thái Học. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng ngày 10 tháng 2 năm 1930, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được gửi đến quý vị tài liệu về nữ anh thư Cô Giang qua bài về chính suối, yêu và mãi yêu, chuyện tình của lãnh tụ Nguyễn Thái Học và Cô Giang, bài trích từ thesaigonpost.net. Cô Giang sinh năm 1906, mất năm 1930, tên gọi phổ biến của bà là Nguyễn Thị Giang là một nhà cách mạng người Việt và là hôn thê của Nguyễn Thái Học, lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng. Nguyễn Thị Giang sinh năm 1906 tại thị xã Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Bà là con của ông Nguyễn Văn Cao, không rõ năm sinh, mất vào năm 1925. Và bà Nguyễn Thị Lưu, không biết năm sinh và mất vào năm 1936. Và là chị ruột của Nguyễn Thị Bắc, tức cô Bắc. Bà là con thứ hai trong một gia đình gồm 7 người con, cả trai và gái, vốn quê ở một làng dệt thuộc tỉnh Hà Đông. Vì thân phụ tham gia phong trào văn thân, nên phải dời lên buôn bán tại số 2, phố Thọ Sương, thị xã Phủ Lạng Thương, nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Gia nhập đội ngũ kháng Pháp, sau khi học xong lớp nhất, cô Giang cùng em ruột là cô Bắc, Nguyễn Thị Bắc, được nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu, tức Sứ Nhu, dìu dắt rồi kết nạp vào Tổ chức Việt Nam Dân Quốc vào ngày 25 tháng 12 năm 1927. Nhóm trí thức trẻ trong Nam Đồng Thư Xã đứng ra thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau đó, đảng này sắp nhập với Việt Nam Dân Quốc vì họ có cùng mục tiêu là đánh đuổi người Pháp ra khỏi nước Nam, dành nước Nam lại cho người Nam. Nhờ việc sắp nhập này, Đảng trưởng Việt Nam Quốc dân Đảng là Nguyễn Thái Học có dịp làm quen với cô Giang. Hợp lòng nhau, vào một buổi chiều từ Phú Thọ về xuôi, hai người ghé vào đền Hùng sau khi hội đàm với các đồng chí của mình. Cả hai vào đền thờ tổ để cùng thề hẹn. Theo một ủy viên trong Việt Nam Quốc dân Đảng là nhà văn Nhượng Tống, thì trong buổi ấy, cô Giang đã cố xin Nguyễn Thái Học giao cho một khẩu súng lục và hứa rằng nếu học chẳng may chết vì nước thì Giang cũng xin lấy khí giới này mà chết theo chồng. Đứng trong hàng ngũ Việt Nam quốc dân đảng, cô Giang được cử giữ chức tổng thư ký của đảng. Sau cô cùng em mình là cô Bắc được cử phụ trách việc tuyên truyền, làm binh vận và liên lạc giữa các cơ sở đảng ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái, vân vân và bất cứ ở nơi đâu, hai chị em cô đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Vào trung tuần tháng 5 năm 1929, Nguyễn Thái Học triệu tập Đại hội Đảng Toàn quốc tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, quyết định chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Công việc chuẩn bị chưa hoàn tất thì cuối năm 1929, tại Bắc Giang, một cơ sở chế bơm bị tai nạn phát nổ, và đầu năm 1930, người Pháp bắt giữ được nhiều đảng viên và khám phá được rất nhiều cơ sở chế tạo vũ khí. Trước tình hình bất lợi, Nguyễn Thái Học cho triệu tập hội nghị khẩn cấp, quyết định tiến hành khởi nghĩa tại nhiều nơi vào đêm mồng 10 rạng ngày 11 tháng 2 năm 1930. Được phân công, chị em cô Giang phụ trách chi bộ khu nữ vận chuyển vũ khí từ Phú Thọ lên Yên Bái bằng xe lửa. Họ giả làm người buôn bán gạo, cám, hoa quả. Với những gồng gánh còng kền, nhưng phía dưới là mã tấu, lựu đạn và súng ống. Khởi nghĩa thất bại, cuộc khởi nghĩa đã nổ ra nhiều nơi. Khi ấy, cô Giang được phân công chỉ huy mặt trận tỉnh Bắc Ninh. Nhưng nhanh chóng bị thất bại, bởi thống sứ Robin đã cho lính đi trấn áp quyết liệt sai cả máy bay trút bơm dữ dội xuống làng Cổ Am, Hải Phòng và nhiều làng mạc khác. Lãnh tụ Nguyễn Thái Học cùng nhiều đồng chí nồng cốt của ông, trong số đó có cả cô Bắc, đều bị đối phương bắt được. Nghe tin vị hôn phu của mình bị bắt, ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt tại ấp Cổ Vịt, Chí Linh, Hải Dương. Cô Giang đã nghĩ đến kế hoạch táo bạo là tấn công nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội để giải thoát cho Nguyễn Thái Học và các người khác. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì ngày 16 tháng 6 năm 1930, cô Giang nghe tin nhà cầm quyền Pháp đã đưa Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông từ Hà Nội lên Yên Bái để xử chém vào ngày hôm sau 17 tháng 6. Tức thì cô Giang cải trang giấu khẩu súng lục trong người rồi đi tàu hỏa lên đó. Xem xử xong, cô lặng lẽ trở về phòng trọ, viết hai bức thư tuyệt mệnh trên trang giấy khổ nhỏ bằng bút chì xanh. Lá thư thứ nhất cô gửi cho cha mẹ anh Nguyễn Thái Học, còn lá thư thứ hai cô gửi cho người chồng nơi chính suối. Viết xong thư, cô Giang ra chợ mua mấy vuông vải trắng, thắt ngang đầu để tăng chồng, rồi đáp tàu hỏa về Vĩnh Yên quê Nguyễn Thái Học, ngay buổi chiều tối hôm đó. Tờ mờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 1930, cô về làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, Phủ Vĩnh Tường, nay thuộc Vĩnh Phúc, để lại tạ cha mẹ chồng, ông Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Tháo chiếc đồng hồ có khắc chữ chi tặng cho Nguyễn Văn Lâm, em trai Nguyễn Thái Học, và từ giả mọi người trên đường đi cô ghé quán trà bên gốc cây đề, thuộc xóm mới, xã Đông Vệ, giáp quốc lộ số 2, cách làng Thổ Tang ước chừng một cây số. Sau khi uống bát nước trà xanh từ biệt bà chủ quán, cô đến đứng dưới gốc cây đề, mắt nhìn về hướng làng Thổ Tang và tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng lục mà Nguyễn Thái Học tặng cô ở đền Vua Hùng ngày nào. Hôm ấy là ngày 18 tháng 6 năm 1930, nhằm ngày 22 tháng 5 năm canh ngọ. Nghe tin cô Giang tự sát, quân Pháp lập tức có mặt để nhận dạng. Biết đúng là cô, họ liền ra lệnh chôn, rồi đặt điểm canh để không ai được đến thắp hương. Tuy nhiên, theo Lê Minh Quốc, thì trên mồ của người nữ cách mạng này bao giờ cũng có những bông hoa đỏ thắm. Hai bức thư của cô Giang trước khi tuận tiết bức thư thứ nhất ngày 17 tháng 6 năm 1930 thưa thầy mẹ con chết là vì hoàn cảnh bó buộc con không báo được thù nhà rửa được nhục cho nước sau khi đã đem tấm lòng trinh bạch dâng cho chồng con ở đền hùng giờ con tìm về chỗ quê cha đất tổ mượn phát súng này mà kết liễu đời con đứa con dâu bất hiếu kính lạy bức thứ hai anh đã là người yêu nước, không làm tròn được nghĩa vụ cứu quốc. Anh giữ lấy tấm linh hồn cao cả để về chiêu binh, ràng lính ở dưới suối vàng. Phải chịu đựng nhục nhã mới có ngày mong được vẻ vang. Các bạn đồng chí phải sống lại sau anh để đánh đổ cường quyền mà cứu lấy đồng bào đau khổ. Thân không giúp ích cho đời, thù không trả được cho người tình chung, dẫu rằng đương độ trẻ trung quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh con đường tiến độ mong mên, éo le hoàn cảnh buộc mình biết sao bây giờ hết kiếp thơ đào gian nan bỏ mặt đồng bào từ đây dẫu rằng chúc phận thơ ngay sổ đồng chí đã có ngài ghi tên chết đi dạ những buồn phiền nhưng mà hoàn cảnh trung chiên buộc mình đảng kỳ phất phới trên thành tuổi thân không được chết vinh dưới cờ cực lòng nhỡ bước xa cơ chết sầu chết thảm có thừa xót xa đời mà ai biết người mà ai hay thế du đời thế du mà chồng theo nước thiếp theo chồng tuồng chi dơ dáng số cùng hôi tanh khen chê phó mặt sự xanh treo gương đất nghĩa trời kinh đời đời Tên tuổi của Nguyễn Thị Giang đã được ghi trong lịch sử Việt Nam. Tên của bà được dùng đặt tên cho một trường trung học phổ thông ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, tên bà cũng được đặt cho một số con đường ở một số thành phố của Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Trình Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự lễ tưởng niệm nhị vị Trưng Nữ Vương vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 năm 2020 lúc 11 giờ sáng tới 1 giờ trưa tại Luther Jackson Middle School 3020 Gallor Road, Fauquier, Virginia 22042. Thay mặt ban tổ chức, hội trưởng Nguyễn Văn Đặng kính mời. Cho Việt Nam